Vâng, xin chào mừng tất cả các bác đã quay trở lại với kênh YouTube của Nam Tép Âm Thanh. Hôm nay đầu xuân năm mới, Nam Tép xin giới thiệu các bác một lô mic có tên là MF951. Đây là lô mic đầu tiên trong năm 2019 là Nam Tép lên sóng để giới thiệu cho tất cả các bác. Tổng cộng là có hơn 30 bộ. Thì hàng bọn em đã test sẵn và vệ sinh sạch sẽ hết, ngon lành, đã kiểm tra ok hết và đánh số. Tất cả những cái hàng này bọn em đều đánh số đây. Bọn thấy đánh những cái số như thế này là bọn em đã đánh số. Bộ nào nó đi ăn với bộ đó. Đấy, nó không có lệch. Thì model của nó là MF951 các bác nhá, hơn 30 bộ. Mic BBS tự ngắt hết. Dòng này dòng mic tự ngắt các bác nhá. 6 số tự ngắt. Thì trước khi giới thiệu chi tiết về sản phẩm thì bên em nói luôn cái giá. Giá của nó là 2 triệu 500 ngàn đồng các bác nhé, 2 triệu 500 ngàn đồng một bộ. Tất tần tụt giá như nhau hết là 2 triệu rưỡi. Thì tất cả những cái hàng này thì bên em là sang ngay sau đây thì bọn em sẽ cho thợ đóng gói sẵn. Bác nào mua là chỉ việc bọn em lấy và gửi cho tất cả các bác. Thì lô sản phẩm này thì nó tình trạng nó như thế như sau. Thứ nhất là về đầu thu. Đầu thu của nó thì đây như các bác là thấy là toàn bộ đầu thu của nó hầu như là đẹp. Đầu thu không có cái nào vỡ kính mất nút gì hết, đầu thu đẹp nguyên bản, nói chung là không có chảy xước. Phía sau của nó đây dùng nguồn 12V, có tín hiệu ra là bằng jack 6 ly. Có khả năng là đây một jack lấy chung, cắm ở đây là lấy chung cả hai bên, còn muốn cắm riêng là chúng ta cắm hai bên. Anten là anten dâu vặn chứ không phải dâu gài các bác nhé. Đầu thu là đẹp hết. Nói chung là các bác không cần quan tâm đến cái đầu thu, chúng ta quan tâm đến cái tay mic là có đẹp hay không. Về tay mic thì tình trạng tay mic là như sau. Nguyên bản của nó đây là cái tay của nó màu trắng như thế này, này trắng như thế này mạ chrome. Tuy nhiên là có những cái mà nó bị chảy cái lớp mạ chrome đây ra, thì bên em đã cho thợ nó đánh bóng luôn, tức là đã mài hết luôn, thì nó ra cái màu trắng như thế này. Thì bọn em là đánh hiện nay đánh tình trạng nó là gọi là mài thô như thế này, thì nó không được đẹp lắm. Nhưng cái mài thô này nó có một cái lợi ích của nó là nó không bị bám vân tay và nó không có bị bẩn. Nếu như chúng ta muốn đánh bóng thì đánh bóng sáng còn đẹp hơn cái này, đây là sáng soi gương luôn đấy, sáng soi gương. Tuy nhiên lúc khi sáng quá như thế thì nó có một cái nhược điểm là chúng ta cầm nó hay bị bám vân tay, cho nên mà bên em đã không đánh bóng mà chúng em chỉ mài thô thôi. Thì để như thế này là nó cầm là nó, tức là tuy nhiên là nó không được bóng, để chúng ta thấy là nó không được bóng, nhưng mà tuy nhiên là nó rất sáng và đẹp và nó không bị bám vân tay, nên chúng ta cầm thoải mái không lo bị bám vân tay. Như thế thì còn có hai loại, mà một loại là bên trong bên kia thì là đang còn sơn zin. Tuy nhiên là cái lớp zin của nó thì nó cũng đã cũ theo năm tháng. Những cái nào xấu lắm thì bên em mới nó bị chảy nhiều thì bên em mài nó đi. Còn những cái nào mà nó đang còn tương đối thì như cái này nó cũng đang còn tương đối, mặc dù nó cũng không được phải là đẹp xuất sắc. Tuy nhiên là cũng đang còn là như thế, là bọn em vẫn để nguyên bản như nó ở đây. Cái lớp mạ của nó thì bọn em vẫn để. Tuy nhiên đây là mic bãi thì có những cái điều chúng ta không thể tránh khỏi được là nó sẽ có chảy xước và sẽ có cũ thêm năm tháng, nó cũng không phải là hàng mới nguyên bản được. Cho nên mà nếu như bác nào mua thì chúng ta phải xem trước cái tình trạng của mic và như thế. Thì nói thật là cũng ai cũng muốn những cái bộ mic mà nó đẹp, tuy nhiên là cái hàng của nó bọn em là không đi sâu vào những cái hàng mà nó đẹp, bọn em chỉ nói tương đối và chúng tốt nhất là đưa những cái hàng trung bình, những cái giới thiệu những cái dành tài mic. Chứ bây giờ nếu như bây em chọn những cái đẹp bọn em đăng lên, và lúc khi mà gửi ra các bác nhận được những cái hàng mà nó không được đẹp nhưng bọn em đăng lên thì nó mất quan điểm của người mua và người bán. Cho nên mà bên em sẽ nói thẳng là cái mic những cái này như là nó sẽ có chảy xước như thế này, em nói rõ thực trạng của nó. Đây côn mic đây, những cái này những bộ như thế này đây, nói chung là nó không được đẹp mượt mà lắm đâu, nó sẽ có chảy xước, em nói thật là thế. Nhưng mà tôi như là cũng còn rất là đẹp đấy. Nhiều bác nào mà thích những cái bộ mà nó nột nà lắm thì nó cũng không có bộ nào cả, nó cũng tương đối 90 với nhau, có thể nói là tầm 80 trên 80% là đẹp. Còn về
đó là cái về nước sơn. Nước sơn thì nó tình trạng nó là em nói nguyên bản như thế. Còn về nội thất côn mix thì chúng ta thấy là toàn bộ là em khẳng định các bác là côn zin 100%. Đây toàn bộ là côn zin của BBS. Côn này là cái côn gọi là bọn em hay dùng là côn trắng cam 2 tầng. Đấy, côn của BBS. Cái côn này các bác cứ lên mạng lên tra trên các trang web của mạng là khẳng định là côn zin của BBS nhé. Tại vì là cái côn này nó khá hiếm gặp, nó cũng không gặp nhiều giống như các cái dòng côn khác, cho nên mà nhiều bác cứ nghĩ rằng đây là không phải côn của BBS. Cái dòng côn này nó không có chữ BBS, cho nên mà hôm trước là em đã gặp một số cái trường hợp là em gửi cho các một số bác khách tháo ra thấy cái côn này lại nghĩ là không phải BBS thì hoàn lại bảo là côn em thay. Xin thưa rằng đây là côn xịn của BBS nhé. Côn này là côn của BBS, xịn 100%. Nếu như trường hợp mà các bác nào mà bảo đây mà chứng minh được không phải côn BBS thì em xin tặng luôn cái bộ mixer cho tất cả các bác. Và bên em cam kết đây là côn BBS xịn, toàn bộ là côn 2 tầng zin nguyên bản của nó, không có cái côn nào bọn em thay cả. Và cái côn này nó sẽ là như thế này các bác nhá. Đấy côn này, thực ra cái côn này nếu như các bác so sánh với những cái cồng côn trắng cam mà bọn em hay bán ở những dòng khác thì nó, những cái dòng côn này thì bọn em giống nhau hoàn toàn luôn, giống cái dòng côn trắng cam mà bọn em đang bán là nó là một. Thực ra nó chỉ khác nhau về cái hình thức bên ngoài thôi, nó không khác nhau gì cả. Thì đấy để là em nói trước cho các bác là chúng ta biết, tránh trường hợp là các bác về các bác thấy không thấy chữ BBS thì các bác nghĩ đây là không phải là côn của BBS. Còn về đó là cái viền côn. Ngoài ra còn về mặt kính thì toàn bộ mặt kính này là mặt kính đẹp hết nhé, không có cái nào nứt vỡ hay là nút nguồn gì cả. Những cái kính nào mà nó bị cũ quá thì bên em đã thay các cái kính mới cho tất cả các bác. Thì kính này là toàn đảm bảo là đẹp hết, toàn bộ là kính, không có cái nào mà xấu, cái nào mà đục vỡ nứt kính hoặc là sứt sẹo gì hết nhé. Kính là đẹp, nút nguồn đẹp, không có cái nút nguồn nào mòn hoặc là bị rách vỡ gì nhé. Nút nguồn cái kính là đẹp hết. Đây những cái kính này bọn em thay mới luôn này. Đấy, thay mới hết. Đa số là bọn em thay mới hết, những cái nào thực sự còn rất đẹp bọn em mới giữ lại, còn đâu là bọn em thay kính mới hết. Cho nên mà mua hàng về là các bác yên tâm, về là kính là không có bị xấu bị vỡ gì cả. Đấy. Ngoài ra về phía trong của nó thì đây thì toàn bộ là các cái lẫy ôm pin như thế này. Đấy, chúng ta thấy là những cái lẫy giữ pin như thế này là còn nguyên bản hết nhé, không có cái nào bị gãy. Cái nào mà gãy thì bọn em sẽ bán thanh lý, nhưng sau em sẽ có hàng thanh lý của cái lô này, cũng có rất nhiều những cái bộ xấu và nó có lỗi bị hư màn hình các thứ là bọn em sẽ bán, nhưng mà em chưa soạn ra được. Của cái lô này nó cũng bị khá là nhiều, và một số các cái bộ là vậy, năm là nó bị màn hình nó bị lỗi, nó không hiển thị hết các cái nét ấy, hoặc là bị xấu thì bên em không đăng lên đây, bọn em sẽ bán thanh lý riêng và trong cái bán sẽ là rất là rẻ. Nếu như bác nào mà quan tâm những cái hàng thanh lý thì các bác vui lòng một hai hôm là em sẽ đăng lên, cũng có khoảng gần chục bộ của cái lô này nên bọn em sẽ đăng riêng những cái hàng thanh lý như thế. Còn những cái hàng đây là chuẩn nên bọn em vẫn đăng lên đây bán bình thường cho tất cả các bác. Đấy là toàn bộ những cái ôm pin thế này nhá, ôm pin lấy pin là còn lành hết, không có cái nào gãy, không có cái nào vỡ gì nhá, đó là cam kết cho tất cả các bác. Đấy, tóm lại là cái lô này đối với cái lô hàng này. Còn về chụp mic, đây là một cái mic mà em là lắp chụp vào hoàn chỉnh như thế này. Đấy, chụp của nó là dọa cũng dọa inox cũng ngon nhá, dọa inox không phải là dọa màu đen, và dọa cũng nguyên bản của nó như thế này. Đây là mấy cái dọa, tại vì là cái lô dọa này của nó là bên em đang tháo ra để vệ sinh, tại vì là bên kia nó đang còn rất là bẩn, về những cái bông như thế này bọn em phải tháo hết ra, bọn em giặt sạch để bọn em lắp lại. Đấy, những cái bông dọa mic như thế này bọn em thấy những cái đây là dọa nguyên bản của nó. Đấy, là không, mặc dù là cái dọa này thì đẹp, không có cái nào chỉ xét gì cả vì là dọa bằng inox nhé. Đó là tình trạng hàng như thế. Còn một cái điều nữa, phụ kiện vào chế độ bảo hành thì giá bán bên em công bố là 2.500.000 đồng, là bao gồm phí ship và full phụ kiện, tức là đầy đủ luôn, bao gồm là anten, nguồn xịn, anten, dây 6 ly, chống lăn, tức là đầy đủ hết cho tất cả các bác. Các bác về chỉ việc là cắm bỏ cho pin vào là chúng ta dùng, đó là đầy đủ hết cho tất cả các bác. Đó là nhắc lại nhá, là bao gồm là dây 6 ly này, chống lăn này, nguồn này, anten này, đầy đủ hết. Và hàng này thì 2.500.000 là bao gồm phí ship nhá, bao ship đến tận lái tay các bác. Khuyến khích các bác nên cọc tiền, nếu bác nào cọc tiền thì bên em sẽ bớt cho các bác một ít, đó là đấy. Bác nào về cọc tiền
Và nếu như các bác nào không cọc thì là giá chuẩn của nó là vẫn 2.500.000 đồng, và bác nào cọc tiền thì em sẽ bớt cho 100.000 đồng, nên là cọc tiền hoặc là chứng khoản trước và mai em sẽ bớt cho 100.000 đồng. Còn nếu như mà bác nào không cọc thì vẫn là 2.500.000, vì là để tránh cái khuyến khích cái trường hợp là các bác chúng ta đặt hàng với sang mô, thì bên em cũng khuyến khích là như thế để tránh cái trường hợp là rủi ro cho cả hai bên. Còn hàng thì vẫn là bao chuẩn cho tất cả các bác, chuẩn zin và xịn các bác nhé, đó là cái điều mà bên em cam kết. Và một cái nữa là bảo hành, bảo hành là bên em là bảo hành cho các bác trách nhiệm là 1 tháng các bác nhé. Có lỗi gì bọn em sẽ đổi hàng mới cho tất cả các bác, đổi sản phẩm khác tương đương trong trường hợp cái lô sản phẩm này không còn. Bây giờ là em xin kết thúc video tại đây nhé. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm và theo dõi. Xin mời các bác yêu quý bên cửa hàng bên em thì chúng ta click vào cái nút subscribe và like để đăng ký theo dõi kênh bên em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác nhé. Xin chào ạ.